Thưa quý vị, để có được nền độc lập tự do như hôm nay, đã có biết bao thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân huyện Hồng Dân chú trọng thực hiện. Qua đó đã kịp thời sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống. Xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách là một hoạt động có ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công. Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi sơn, ông Phạm Văn Sĩ, xã Vĩnh Lộc, không giấu được xúc động khi được hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa theo chế độ con liệt sĩ. Ông Sĩ cho biết căn nhà của gia đình trước đây siêu dẹo, xuống cấp. Nhờ địa phương xem xét hỗ trợ nên gia đình ông có thêm điều kiện xây được căn nhà khang trang, vững chãi. Gia đình của tôi thì nhà thì nó cũng cũ rồi. Thì cũng là nhờ nhà nước quan tâm đến thì cho được cái nhà tình nghĩa 60 triệu. Thì tôi cũng là nhớ công ơn của nhà nước, quan tâm đến là gia đình của vợ chồng tôi. Cho được cái nhà thì tôi cũng rất là mang ơn. Trong thời gian qua, huyện Hồng Dân luôn quan tâm đến việc xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đã vận động nguồn lực xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, qua đó giúp các gia đình chính sách có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hồng Dân, toàn huyện hiện có trên 10.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có 369 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện còn sống 8 mẹ, trên 1.400 gia đình liệt sĩ, thương binh được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai đầy đủ và kịp thời các chế độ cho gia đình chính sách, người có công, huyện Hồng Dân còn tranh thủ các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình, từ bằng với mức sống trung bình của các hộ dân ở địa phương trở lên. Gia đình thương binh liệt sĩ thì nhà nước cũng chu đáo, cũng lo cho đầy đủ. Thương binh của ông xã tôi thì tháng nào cũng lãnh đầy đủ, còn ngày lễ thương binh liệt sĩ thì cũng có phát quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thì tôi hưởng cái phần của mẹ tôi, còn ông chồng tôi thì cái phần của ổng. Tết thì cũng có phát quà thương binh cho một phần quà để cho ông xã tôi, và tiền mẹ tôi cũng có. Xác định cái công tác quan tâm chăm lo gia đình chính sách là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Hồng Dân. Thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân huyện cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, để phân công cho các cấp, các ngành để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho các cái đối tượng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, phân công các cái đảng viên, các cái ban ngành để hỗ trợ chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, rồi gia đình thương binh 1/4, 2/4. Trong 6 tháng đầu năm thì huyện cũng đã vận động các cấp, các ngành cũng như các cái doanh nghiệp, các mạnh thường quân triển khai xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, người có công. Đền ơn đáp nghĩa là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Qua đây không chỉ để các thế hệ hôm nay thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, những gia đình có công với Tổ quốc, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào đối với mọi người để cùng ra sức thi đua học tập, lao động, làm việc, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp.